Tập 23. Cậu thích Diệp Khả tới mức nào chứ? Tôi thừa nhận là tôi thích, nhưng mà cậu phải chia bước nữa hay sao chứ? Tất nhiên là có rồi. Bước đầu là có thiện cảm, không thì là hơi thích, hoặc là háo hức tỏ tình, hay là nóng lòng muốn kết hôn. Tôi liệt đại 4 loại đó. Cụ thể cậu là loại nào? Tôi cũng không biết. Cậu nghĩ gì sao lại không biết chứ? Cậu định yêu thầm tới chết hay sao? Nếu cô ấy không thích tôi thì sao chứ? Tỏ tình xong, lỡ hết làm bạn được thì sao? Anh không thử sao mà biết được? Ngốc quá đi. Đạo lý cả Trương Cường cũng biết, sao cậu ngốc thế? Ừ. Chủ yếu là tôi không biết bây giờ Tiểu Khả có muốn yêu đương hay không. Chuyện yêu đương làm gì có muốn hay không chứ? Tình mà tới là như sét đánh lửa bùng, loáng cái là về bên nhau liền. Sao mà cô đen tối thế? Còn sét đánh lửa bùng nữa? Tính họ sao sét đánh lửa bùng được? Họ chỉ chen giấm lửa thôi. Tự nhiên thử đi mà. Cậu không thử thì sao biết được Diệp Khả có chịu không? Cậu cứ im mãi thế. Dành cơ hội tỏ tình đi. Cậu muốn làm anh em với Diệp Khả mãn kiếp hay sao? Đáng đời FA. Được rồi, để tôi nghĩ xem. Diệp Khả, có người kiếm kìa. Tới ngay đi. A Lực, sao anh tới đây? Tôi... Đừng hiểu à? A Lực, xin chào. Xin chào. Vào ngồi đi. Ừ, vào đi. Thôi, trễ quá rồi. A Kiệt nói với tôi. Thật không vậy? Sao tôi thấy nghi thế này? Tôi gạt anh làm chi? Bộ vậy rồi, anh tìm tôi có chuyện gì chứ? Cứ nghĩ kỹ lại xem. Hôm nay có để quên gì hay không? Thứ gì chứ? Xem đầu óc của tôi kìa. Chỉ là luyện tập thôi. Cảm ơn anh nha. Anh vẫn đáng tin nhất. Bớt đi. Cô bảo nếu không có tôi, cô phải làm sao? Nếu để cho A Kiệt biết cô làm mất danh sách bài tập mà anh ấy vất vả chuẩn bị cho cô, đừng có nói cho anh ấy biết. Không đâu, yên tâm đi. Anh không vào ngồi thật hay sao? Thôi, không còn sớm nữa. Cô ngủ sớm đi nha. Vậy được rồi, anh về cẩn thận nha. Ngày mai gặp lại anh. Mai gặp ha. Bây giờ lạnh rồi, bố cô ra ngoài thì mặc nhiều vào. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you.
Cảm ơn chị công nhận. Được, mong lần sau có cơ hội thế này thì giới thiệu cho tôi nha. Được, lần sau gặp. Cô Kỷ à, cứ thế này không bao lâu nữa tôi phải gọi cô là bà chủ Kỷ rồi. Tiêu Nhiên à, đừng có trêu tôi như thế. Lúc đầu nếu không nhờ anh, chưa chắc tôi đã được như bây giờ đâu. Cảm ơn anh. Anh làm sao vậy? Tiểu Hạ, tôi muốn hỏi chuyện này. Anh hỏi đi. Chuyện là thế này, tôi có người bạn cũng là con trai, cậu ấy thích một cô gái lâu lắm rồi, nhưng trước giờ họ luôn là quan hệ bạn bè với nhau. Thế nên giờ cậu ấy ngại lắm, không biết bước tiếp theo nên làm thế nào nữa. Bạn bè kiểu gì? Thì là bạn học bình thường ở trường, lâu lắm rồi không liên lạc với nhau. Đôi khi cậu ấy kể cho tôi nghe về chuyện tình cảm của mình, thì là tôi cũng thấy buồn cười. Tán gẫu với cô mới nhắc tôi không quan tâm chuyện cậu ấy lắm đâu. Nếu đã như vậy, tôi nghĩ anh bạn của anh chắc là người rất hòa nhã, rất đáng yêu. Tôi tin cô gái anh ấy thích cũng nghĩ như vậy đó. Bây giờ họ đã là bạn rồi, chứng minh họ đã công nhận nhân phẩm và tính cách của đối phương, với lại đã hiểu nhau một khoảng thời gian. Có thể cô gái này chưa biết tình cảm của chàng trai, đang chờ chàng trai tỏ tình. Thì nếu như tỏ tình xong bị từ chối thì sao? Tất nhiên đây là bạn của tôi hỏi thôi. Tình yêu mà không tiến ắt thì lùi thôi. Dù có tỏ tình thất bại đi nữa, vậy thì đã sao? Cũng còn hơn không có gì xảy ra, đã kết thúc rồi. Huống hồ gì bây giờ nhiều cô gái cởi mở lắm, dù có tỏ tình bị từ chối thì cũng có sao đâu, vẫn có thể làm bạn mà, đúng không? Đúng chứ. Cô Kỷ à, phiền qua đây một chút. Tới ngay đây. Vậy tôi chúc cho người bạn của anh may mắn nha. Mau xem đi, tôi mới gửi vào nhóm đó, một ứng dụng đo độ ăn ý. Anh này cũng mới chơi, độ ăn ý với tôi là 99% đó. Có thật không vậy? Là cái anh cực đẹp trai trước đây cô kể hay sao chứ? Tất nhiên rồi, vậy là hai người có cơ hội rồi. Ừ. Xin lỗi nha, ứng dụng hai người chơi có thể gửi cho tôi được không hả? Tất nhiên là được, cô Kỷ à. Cảm ơn, không có gì đâu. Tình yêu mà không tiến ắt lùi thôi. Cho dù có tỏ tình thất bại vậy thì đã sao, cũng còn hơn không có gì xảy ra, đã kết thúc rồi. Tiêu Nhiên, Chi Hạ, cô xong rồi hay sao? Tiêu Nhiên, tôi nghĩ ra một cách chắc giúp được bạn của anh đó. Cách gì vậy? Một ứng dụng đo độ ăn ý, có thể đo độ ăn ý của nhau, xem thử coi có thể làm vợ chồng, người yêu, bạn bè, người lạ hay là kẻ thù với nhau. Tôi định gửi vào nhóm căn nhà trắng, vậy thì mọi người có thể thử. Bạn của anh cũng có thể thử mà. Anh thấy sao? Mấy thứ này toàn để gạt trẻ con thôi. Tình cảm thật của con người sao có thể thông qua ứng dụng này chứ? Để đo lường được thì có mất mát gì đâu, chơi cho vui thôi mà. Chuyện này người tin thì là thật, không tin thì thôi. Anh thấy sao chứ? Bây giờ tôi gửi vào nhóm căn nhà trắng nha. Được thôi.
Cô đợi đã. Tôi vừa nói với cô là bạn học của tôi. Cô gửi vào nhóm căn nhà trắng làm gì? Cô muốn gửi thì gửi đi. Tôi gửi rồi. Cảm ơn. Tiêu Nhiên à, anh phải cố lên. Xong, tôi làm xong rồi. Của cô thế nào chứ? Khoan, tôi trả lời xong rồi. Cô cho tôi xem với. Tôi còn một câu nữa. Để tôi xem nào. Đừng có vội mà. Câu cuối, cô chọn là gì vậy? Xong rồi. Không đúng, tôi thử lại lần nữa. Sao Tiểu Khả vẫn chưa xong nữa? Bận quá sao? Hay là vốn không thích? Tiêu Nhiên! Tiêu Nhiên à, làm gì thế? Gọi bao nhiêu cậu cũng không nghe thấy. Tôi đang mãi suy nghĩ. Xin lỗi nha. Nghĩ gì vậy chứ? Không quan trọng nữa rồi. À đúng rồi, anh bao chơi trò trong nhóm chat đi, chứng minh giúp tôi. Đừng hiểu nói. Cô ấy không muốn ăn cơm người lạ nấu, cứ bắt tôi đi mua. Chỉ là trò chơi thôi mà, chơi vui là được rồi, sao phải nghiêm túc thế? Ừ, anh quyết định chơi không? Tôi vẫn chưa quyết định. Chỉ là trò chơi thôi mà, có gì đâu mà quyết định chứ. Mau chơi đi. Anh chơi xong, nếu chỉ số ăn ý với tôi là bạn bè hoặc người nhà, vì chỉ số của tôi với Đừng Hiểu là người lạ, thì không phải tại tôi nữa. Tôi biết rồi, anh mau chơi đi. Biết bao nhiêu là câu, tôi vào xem kỹ đã. Anh coi kỹ đi nhé. Quả nhiên vẫn là tôi với Tiêu Nhiên ăn ý chứ. Tiêu Nhiên à, chúng ta đã ăn ý thế. Cậu nghe tôi nói một câu, lấy can đảm tỏ tình với Tiểu Khả đi. Bọn tôi sẽ giúp cho cậu. Sao tự dưng lại nói ra chuyện này nữa? Ai cũng biết Di Hạ xe trò này là để mai mối cho cậu với Tiểu Khả rồi. Tiêu Nhiên, đám bạn này biết cậu thích Tiểu Khả, nhưng mà cậu do dự mãi, sau cùng sao bỏ lỡ mất đó. Nhưng mà nếu như Tiểu Khả không có ý này, thế chẳng phải làm cô ấy rất bối rối hay sao? Hơn nữa, bây giờ mọi người sống chung, thế thì cô ấy về nhà sẽ thấy không thoải mái đâu. Cậu lề mề quá đó. Hay là như vậy đi, tôi mới gửi tin bảo Tiểu Khả mau chơi trò này đó. Nếu lúc nữa đồ ăn ý của hai người xếp vào người yêu hoặc vợ chồng, thì cậu tỏ tình đi. Trò này giết thời gian thôi, không đúng đâu. Kệ nó có đúng không, cậu thử đi chứ. Ít nhất bọn tôi đều thấy cậu với Tiểu Khả khá hợp. Có phải trong lòng sống sang không? Nè, để cô coi gì mà nghiêm túc vậy? Không có gì đâu. Bạn cùng nhà gửi tôi bài trắc nghiệm tâm lý thôi. Cô chơi chưa? Đâu phải tôi thi đấu mà phải tập với cô ta như thế. Quan hệ đặc biệt mà. Liên quan gì tôi? Đâu phải bố tôi gian lận. Tôi vào đội đua Thiên Lang, không phải để tập xe với người khác. Anh muốn đánh nhau để hay sao?
Tôi không dám. Nếu cô muốn đánh thì cứ việc. Tần Phóng, huấn luyện viên vừa nói, ai bàn chuyện này nữa thì đuổi thẳng đó. Sao, cậu muốn đi hay sao chứ? Tôi có nói gì đâu. Đúng. Tần Phóng, tôi cảnh cáo anh, đừng nhắc tới ba tôi nữa. Rõ ràng là chuyện của cô, sao lại muốn đặt cược cả sự nghiệp của huấn luyện viên vào? Rốt cuộc anh muốn nói gì đây? Cô tự xem đi. Ảnh này ở đâu ra? Ở đâu ra? Bố cô mà không làm thì làm sao mà có được? Tôi xem nào. Tần Phóng, cậu không có não mà, chỉ có chiều cao hay sao? Ảnh trên mạng các người cũng tin nữa hay sao chứ? Bây giờ là lúc nào? Đang là lúc đội đua dễ tốt sao kề với chúng ta? Tin được tung ra lúc này thằng ngu cũng không tin. Mà cậu tin hay sao? Tôi mặc kệ là thật hay giả, tóm lại đã ảnh hưởng đến đội đua của chúng ta. Thật không hiểu tại sao huấn luyện viên lại giữ người như cô. Ừ, không hiểu nổi mà, sao lại có người mặc dày như cô? Diệp Khả, hai người đúng là rảnh quá mà. Bọn tôi nói sự thật thôi. Ở đây. Đại Phong, năm xưa luôn có người nghi ngờ thành tích nổi trội của Diệp Phong tới từ việc độ xe phi pháp mà Liên Minh không cho phép. Cho đến khi Diệp Phong gặp sự cố qua đời, Liên Minh phát hiện trong xác xe có linh kiện không rõ, chỉ mũi vào công ty gắn linh kiện. Lớn nhất khi đó mà công ty này sau này cũng phá sản luôn. Cao Lượng, anh cứ mãi trốn tránh, rốt cuộc là để che giấu hành vi phạm luật của Diệp Phong hay là muốn bao che cho tay đua Diệp Khả? Cao Lượng, xin đừng vì che giấu cho Diệp Phong cùng con gái của anh ta mà hủy hoại toàn bộ hình tượng giới đua xe. Đừng trốn nữa, trừ khi anh cũng nghĩ Diệp Phong và con gái của anh ta gian lận. Bố, tại sao? Tại sao bố lại làm như vậy chứ? Tại sao? Tiểu Khả, sao vậy? Làm sao vậy hả? Xảy ra chuyện gì rồi? Lời đồn trên mạng đều là thật hết. Lời đồn gì? Ngồi xuống từ từ nói. Từ từ nói cho ông nghe. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cháu tìm thấy cái này trong di vật của bố. Đừng có sốt ruột.
Ông Mười, ông bảo bây giờ cháu nên làm gì đây? Tiểu Khả, cháu có muốn tin bố cháu hay không? Nhưng bây giờ sự thật chứng minh bố của cháu có quan hệ với công ty đó mà. Cháu, Tiểu Khả, ông đã từng nói với cháu, đôi khi sự gì chúng ta thấy chưa hẳn đã là thật. Bởi vì chúng ta không phải người trong cuộc, đừng có thấy vẻ bề ngoài mà tùy tiện kết luận như vậy. Cho dù bây giờ có hợp đồng, cháu đã thấy rồi mà giờ như không thấy hay sao? Dù có thấy gì đi nữa, ông cũng tin cậu ấy. Bởi vì cậu ấy là bố của Tiểu Khả, cậu ấy sẽ không làm Tiểu Khả thất vọng đâu. Được rồi, được rồi, đừng có buồn nữa mà. Bố Tiểu Khả là tay đua giỏi nhất, cháu phải tin cậu ấy chứ. Bây giờ cháu phải làm sao đây? Cởi chuông cần người buộc chuông, cháu đi tìm người trong cuộc, chắc chắn họ biết chân tướng sự việc. Nhưng huấn luyện viên là chiến hữu thân nhất của bố, nếu như anh ấy thấy hợp đồng này, cháu tin là anh ấy cũng thất vọng giống như cháu thôi. Cháu không đi hỏi họ, làm sao mà biết được? Chắc chắn họ biết nhiều hơn cháu. Anh Cường chắc giả rồi. Alo Chi Hạ, chị cô rảnh hay không? Tiểu Khả, là tôi đây. Lúc tôi còn rất nhỏ, tôi đã sống ở nhiều chỗ, sống trong nhiều gia đình. Tôi tưởng nhà chỉ dùng để che mưa chắn gió. Tôi tưởng nhà là một nhóm người sống cùng nhau. Mãi cho đến khi gặp được mọi người vào sống trong căn nhà trắng, tôi mới biết thì ra nhà không chỉ để che mưa chắn gió, nó còn có thể cho linh hồn chỗ tựa vào. Thì ra nhà không phải là một nhóm người sống cùng nhau, nó còn có thể để một nhóm người dựa vào nhau. Trước đây tôi đã cho rằng cái mà khiến tôi thay đổi suy nghĩ là căn nhà trắng. Mãi tới bây giờ tôi mới dần phát hiện ra tất cả là vì em. Diệp Khả, tôi thích em, xin hãy hẹn hò với tôi để chúng ta cùng trải qua nhiều thời gian vui vẻ hạnh phúc hơn nhé.
Đồng ý đi. Đồng ý đi Diệp Khả. Diệp Khả, cậu nói gì đi chứ? Mau nói đi Diệp Khả. Diệp Khả. Sao lại thành ra thế này chứ? Có khi nào Diệp Khả tâm trạng không vui không? Không vui gì chứ? Cậu sao vậy? Có phải vì bọn mình giấu cậu, chuẩn bị những thứ này đã hù cậu hay không? Không phải đâu. Vậy cậu bị sao? Sao lại không vui rồi? Bây giờ mình không biết phải làm sao hết. Mình rất sợ huấn luyện viên biết, sẽ thất vọng về bố của mình. Sao rồi? Sao Diệp Khả từ chối Tiêu Nhiên? Bây giờ Diệp Khả không thể nào nghĩ về chuyện cậu ấy với Tiêu Nhiên nữa. Tại sao vậy? Vậy Tiêu Nhiên, rốt cuộc bố là người thế nào? Ông từng nói với cháu, sự gì chúng ta thấy chưa hẳn đã là thật. Vì chúng ta không phải là người trong cuộc, đừng thấy vẻ bề ngoài mà tự tiện kết luận. Bố Tiểu Khả là tay đua giỏi nhất, cháu phải tin cậu ấy. Bây giờ cháu phải làm sao đi? Cởi chuông cần người buộc chuông. Cháu đi tìm người buộc chuông đi. Chắc chắn họ biết chân tướng của sự việc. Em về rồi. Xin lỗi anh, em có việc cho nên về trễ. Không sao đâu. Anh biết em bận tăng ca. Muốn ăn gì anh nấu cho. Em không tăng ca. Hôm nay Diệp Khả gặp một tí chuyện, em ở với cậu ấy thêm một lát. Anh hiểu mà. Bạn bè cũng rất quan trọng. Anh là chồng của em, anh mới là người quan trọng nhất. Đi, em mua hoa quả cho anh ăn nha. Há miệng ra. Con người anh cứ thế đấy. Em còn giám sát anh ăn hoa quả, là mấy ngày liền anh không ăn, thế không lành mạnh đâu.
Mấy ngày nay anh suôn sẻ chứ? Suôn sẻ. Có cần em đi với anh không? Khỏi đi, anh đi một mình được mà. Cố lên, mình sẽ vượt qua được mà. Xin chào. Sora. Tiêu Nhiên. Ăn đi. Sao lại không ăn? Tất nhiên là chờ đầu bếp ăn chung rồi. Bình thường tôi nấu cho cô mỗi ngày, sao cô không chờ tôi? Ăn thì ăn đi, nói lắm thế không biết. Ăn của cô đi. Cảm ơn. Tiểu Khả. Ăn sáng đi. Mình không ăn. Mọi người ăn đi. Mình đang vội lắm. Diệp Khả. Bữa sáng nè. Bây giờ tôi không muốn ăn. Để họ ăn đi, đừng có bỏ phí. Vào đi. Chú Lưu Duyên. Sao vậy? Chú Lưu Duyên, tôi muốn hỏi anh, rốt cuộc bố tôi là người thế nào? Tôi bảo rồi, anh ấy là tay đua thực thụ, mạnh mẽ, không sợ gì, chính trực. Cho nên huấn luyện viên tin tưởng ông ấy như vậy. Cô tình nguyện vì ông ấy mà đặt cược sự nghiệp là vì tình anh em với bố tôi sao? Đúng. Tôi bằng lòng làm mọi chuyện cho anh Phong. Tôi phát hiện cái này hôm qua. Tôi không muốn giấu anh, bởi vì anh đã đặt cược sự nghiệp cho bố của tôi. Hợp đồng này tôi, em ba và bố cô đều có một bản. Hồi bọn tôi đấu giải nghiệp thì có chút tiếng tăm, với lại luôn ghi hình ghi bóng, cho nên mọi hợp đồng người đại diện đều cùng ký và thực hiện. Chúng tôi quả thực có hợp tác làm đại diện cho doanh nghiệp HN này, nhưng là trước khi họ đổi phần lắp ráp. 3 năm đầu hợp tác với họ đều phù hợp với quy định của Liên minh. Nhưng mà năm thứ tư, họ từ công xưởng OEM ban đầu nghiên cứu ra nhãn hiệu riêng và bắt đầu phát minh linh kiện được sửa đổi.
nhưng mà linh kiện mới không phù hợp với quy định của liên minh. Cho nên vào năm thứ tư, chúng tôi đã từ chối ký tiếp hợp đồng. Sau đó truyền thông tung tin linh kiện mới của HN có thể thay đổi mã lực và dung tích xi lanh. Như vậy là mất sự công bằng của cuộc thi. Cho nên từ lúc đó, liên minh đã cấm tiệc tất cả mọi người sử dụng linh kiện của HN. Từ đó HN cũng phá sản. Bố của cô vì năm xưa thành tích quá nổi trội, cho nên người năm đó thua anh ấy đều mượn dịp này công kích anh ấy. Linh Duệ là một trong số đó. Cho nên lần này Linh Duệ lại kéo A Phong vào đây. Tôi sẽ trút giận thay cho bố của cô. Huấn luyện viên, vậy anh có chắc hay không? Yên tâm đi. Vì cuộc thi lần này, cái mà tôi đặt cược không chỉ có sự nghiệp của mình thôi, mà còn có cả mạng của tôi. Thật ra tình hình của anh bây giờ là biểu hiện của cực thiếu cảm giác an toàn. Anh có thể nhớ lại cuộc sống hồi nhỏ hoặc trải nghiệm nào đó trong quá khứ. Có lúc nào cực thiếu cảm giác an toàn không? Rốt cuộc mẹ của em có tới hay không chứ? Đây là đại hội động viên cuối kỳ sau cùng, phụ huynh phải xem trọng. Phụ huynh của các bạn trong lớp đều tới. Vậy nói với bố mẹ của em có được không? Ám ảnh trong quá khứ là nguồn gốc của bi thương hiện tại, cũng khiến cho anh rơi vào tình cảnh như bây giờ. Nếu như anh chịu trong cảm xúc bi thương, ở sâu trong ký ức anh sẽ rút ra những hồi ức bi thảm, từ đó càng lún sâu vào tự chối bỏ bản thân. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Nên lời khuyên của tôi là phải đối mặt với những chuyện trong quá khứ, tìm ra gốc rễ vấn đề, đón nhận nó chứ không phải trốn tránh nó. Học cách chung sống với nỗi sợ nơi đáy lòng của mình. Nếu như anh không bị ký ức quá khứ dày vò, thì sẽ không phải sợ sự biệt ly có thể xảy ra trong tương lai. Dậy rồi hay sao? Chào buổi sáng. Múc cháo cho cô nha. Xin chào, tôi đi lấy cháo đây. Cậu ấy. Nào, cảm ơn. Tôi ăn một miếng. Tiêu Nhiên, cậu không sao chứ? Tất nhiên tôi không sao rồi. Tôi hỏi chị Hạ rồi, hôm đó Tiểu Khả gặp tí chuyện, cho nên tâm trạng bị ảnh hưởng theo. Tôi không sao đâu. Chuyện này tôi đã quá tự tin, quá qua loa. Có thể trong lòng của Diệp Khả, tôi chỉ là một người bạn thân. Bây giờ cô ấy hoàn toàn không có ý nghĩ đó. Không đâu, thật ra Diệp Khả. Được rồi, không sao thật mà. Tôi no rồi, hai người từ từ ăn đi.